Hello. Xin chào. Xin chào mọi người. Có ai xem live của Tùng không? Xin chào. Có ai xem live của Tùng hói đập chai dễ thương không? Mọi người ơi. Mọi người có khỏe không? Xin chào. Chào Nhất Hiền nha. Chào Đoàn Văn Thịnh. Chào em trai Vinh Quang. Hello Vũ Quảng. Xin chào. Có ai xem live của Tùng hói đẹp trai dễ thương không? Chào Thật Bùi Văn. Xin chào mọi người. Xin chào, chúc mọi người buổi tối vui vẻ nha. Chào Bông Phạm. Chào Nguyễn Duyên. Xin chào mọi người nha. Chào Doanh Phan. Chào anh Doanh Phan. Hello em trai Tín Tư Tắn nha. Sang chơi với anh em ơi. Chào Nguyễn Văn Thụ. Hello Sơn Thảo. Xin chào mọi người, cho mọi người ngắm cây một chút nha. Ngắm Tùng, Tùng càng ngày càng già, càng hói, càng xấu trai. Hello Phạm Sơn. Chào Lê Văn Thọ. Cảm ơn em yêu Tín Tư Tắn nha. Hôm nay là sinh nhật của Tùng đó mọi người. Nhưng mà hôm nay phải nói là cực kỳ mệt. Chào Đinh Văn Vin. Đinh Văn, gọi là Đình Văn chứ đúng không? Chào Đình Văn. Có ai bán bạch tuyết bảo người đẹp không tên không? Có nhà, Nhất Hiền. Chào Thu Vũ Xuân. Cảm ơn Vũ Quảng. Hello em trai Trung Vũ nha. Chào Tùng Sơn. Có Ngọc Sơn Cước, anh Đình Văn ơi. Cho mọi người ngắm cây này, mọi người chia sẻ bài cho Tùng đi. Này gọi là phê. Tùng tắt cái flash đi, cho nhìn nó rẻ. Tùng mới phun Atraco mọi người. Cho nên là nó đang chấm chấm trắng trắng đấy mọi người. Người đẹp không tên ai có sẽ hên. Úi dồi ôi. Chào Tiến Đặng nha. Cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn Hân Hạnh. Cảm ơn Phan Duy Ngọc nha. Chào Nguyễn Dương Tuấn. Chào Giang Anh. Phê luôn, Bảo Duy đây. Cảm ơn Tuyên Vũ nha. Chào em trai Nguyễn Nam Hà Hậu nha. Bảo Duy em ơi, Bảo Duy này 80 mấy sen rồi, phê lắm luôn. Mới đổi thế cho em, mấy em ở đây mọi người. Đấy, mới đổi thế cho mấy em nha. Đấy. Bảo Duy đang phi nước đại. Đấy, người đẹp không tên cũng phi nước đại luôn, người đẹp không tên đây. Đẹp không tên đang phi nước đại luôn anh em. Ồ, người đẹp không tên đó. Đây nữa này, người đẹp không tên nữa này. Hôm trước cái con kia nó cắn phát rồi nó độc ghê không? Cắn phát là phát hiện, bắt ngay tại trận luôn mà hả, nó vẫn bị đấy. Người đẹp không tên ai có xe, xin mời cả nhà ngắm cây cùng với Tùng nhé. Chào Trần Đại Việt. Chào Phú Nguyễn. Chào Tùng Chùa, Tùng này Tùng đẹp trai không phải Tùng Chùa nhé. Cảm ơn anh Nguyễn Văn Thụ. Bảo Duy năm nhất cầm kiểu gì mà lên kinh vậy? Em cũng chăm bình thường thôi. Anh Phan Duy Ngọc. Anh cảm ơn em trai Nguyễn Nam Hà Hội nhé. À, mình làm ở thành phố Dĩ An chứ không phải Thủ Dầu Một nha bạn, bạn Tiến Đặng ơi. Mình làm nay là 17 năm rồi nhé. Mình mở nhà hàng nay 17 năm rồi. Nói chung là nói về nhà hàng thì kinh nghiệm đầy mình. Kinh nghiệm từ lúc mà Tùng học đại học thì Tùng hay đi phục vụ ở khu nhà hàng Tân Cảng này. Nhưng nhà hàng Tân Cảng ít hơn.
mình phục vụ ở trên nhà hàng Sinh Đôi ấy mọi người, ở trên Lý Thái Tổ á, mình phục vụ ở đấy, xong mình làm quản lý nhóm nhân viên ấy. Chào đồng Tiến nha, 9 sen nhân 2 nha đồng Tiến ơi. Chắc chắn là bạn là hình mặt bạn thì không phải là cái hình trên avatar rồi. Nhưng mà để anh em nói chuyện chơi. Tại vì cũng có thể là bạn không thích một điều gì đó, nhưng mà cũng rất là hay vào trang của Tùng. Đó, anh em để chơi cho vui thôi. Có những cái nick Facebook thì cái hình avatar không phải là hình người thật của người dùng. Tuy nhiên không thành vấn đề, miễn là chúng ta dành cho nhau những cái lời tốt đẹp thôi, những cái điều tích cực thôi, không nhất thiết. Đó, đúng không? Đôi mắt Pleiku đây. Chào em trai Tuấn Huế nha, chào Thiệp Lê. Cảm ơn em trai rất là nhiều, xin chào mọi người. Đấy, Bạch Tuyết thân to đùng luôn mọi người. Đó, cho mọi người ngắm nhan sắc của Tùng đẹp trai cái. Cho mọi người ngắm nhan sắc Tùng đẹp trai nhá. Đó, đấy vừa lên tặng quà cho cô dâu chú rể. Ngày hôm nay là Tùng có 6 tiệc mọi người ạ, buổi trưa 4 tiệc, buổi chiều 2 tiệc. Thực sự là mệt, cực kỳ mệt luôn, nay nhiều số lượng bàn, nó nhiều mọi người. Hỗ trợ anh em. Ngày hôm nay thì cực kỳ bận rộn, hôm qua cũng vậy luôn. Đấy cho nên là mấy ngày thứ bảy chủ nhật ít khi mà lên live được với mọi người. Tại vì công việc của nhà hàng bây giờ là hết dịch đấy mọi người. Thì rất là đông, rất là đông. Mà cái ngày trọng đại đa phần là Tùng làm tiệc cưới, cộng với là các sự kiện. Mà nhà hàng Tùng thì cái sảnh là tương đối là lớn, thành ra những cái tiệc là toàn tiệc lớn chứ không phải là tiệc lắt nhắt mấy bàn hay mười mấy bàn đâu, toàn là mấy chục bàn trở lên á, mấy trăm người trở lên. Thành ra là ngày trọng đại cũng như cái tiệc rất quan trọng của khách thì mình phải lo thật là chu đáo. Tuy nhiên anh em cán bộ công nhân viên trung tâm hội nghị tiệc cưới Thanh Tùng á, anh em nó làm dày dặn kinh nghiệm và đa phần là làm cho Tùng là từ 12 đến 15 năm. Chỉ có một số nhân viên mới thì khoảng 5-6 năm thôi. Đã thành ra là anh em làm rất là tốt. Tuy nhiên á, thì Tùng vẫn phải phụ có người có tiếng á. Có những lúc là phụ thật sự luôn. Đấy, thời gian còn lại thì lại trăm cây. Người đẹp không tên phê không anh em? Siêu phê luôn. Đấy. Bảo Duy Kim năm nhất bây giờ không nhầm thì bây giờ khoảng độ 83 đến 85 cm mấy ngày hôm nay không đo. Đây, qua cái gốc cho mọi người thấy này. Kỳ năm nhất nha. Không mất một lá nào, không bị một lá làm sao hết. Và cái mầm gốc không tên thì cực phê này. Cái bàn tay nải chuối của Tùng đặt lên nhìn nó phê. Đấy, bên này thì hai mầm. Bên này bị con kia nó cắn ngột lá, may mà phát hiện ra chứ con là chết luôn. Hôm đấy là đem cây bà lê cu về, nó bị lây đấy mọi người. Đem cây bà lê cu. Cây nó đã yếu, nó còn bị bệnh, thế mà đem về treo gần đây, thế mà nó lây mất một lá. Còn cây đôi mắt Pleiku này thì ok. Đấy. Cây Bạch Tuyết này siêu phê rồi. À, cho mọi người xem đây này. Mọi người thấy trùng Tùng trăm cây được không? Ngọc Sơn Cước bao người mơ ước đây. Ngọc Sơn Cước bao người mơ ước. Đấy. Rất là to, rất là nù nha mọi người nhé. Siêu phê luôn. Ngọc Sơn Cước bao người mơ ước đây. Đấy, còn Bạch Tuyết thì nó ở giữa đây nó vẫn to nù mọi người này. Cái phong cách trăm cây của Tùng là nó to nù đây nhưng mà đọt vẫn đi mạnh nha. Đấy, nó to nù đây này, nó to nù đây nhưng mà đọt đi mạnh. Đấy, cây nào cũng vậy nha. Nhưng mà chán nhất với Bạch Tuyết là sao mọi người biết không? Nó cứ bị đứt cổ lá, Tùng trăm không hiểu sao. Nó bị đứt cổ lá đây, nó cứ to nù nhưng mà vẫn đi đọt mạnh như này. Đây mà nhìn này mới thích này. Nó to nhưng mà nó vẫn đi đọt mạnh. Đó. Đây còn mấy cái kỳ bé bé cho mọi người xem nhá. Mấy cái bé bé này thì phê lắm, 20 mấy sen là phê lắm. Cực phê luôn. Người đẹp không tên đấy. Đây là cũng người đẹp không tên. Cực phê luôn. À, nó ấm chậu giờ nó phi, chỉ việc phi thôi nha. Đấy, còn cái cờ đỏ đây, cờ đỏ cũng 20 mấy cm đây này. Nó thắt ngọn rồi, nó thắt ngọn ở đây giờ bắt đầu nó bật đi tiếp. Sướng rồi, sướng luôn.
thắt ngọn này, cái lá này lá thắt ngọn này, này mọi người. Đấy, đi tiếp này, đi tiếp này. Đấy nó cũng thắt ngọn, nó thắt ngọn xong giờ nó đi tiếp. Đấy còn đây, xem mọi người xem đại cát này mới được có 15 sen này mọi người. Đại cát này được có 15 sen thôi. Còn đây là cái Long Khánh. Long Khánh đặt luôn non 7 tháng đó mọi người. 7 tháng bây giờ mới được bấy nhiêu đấy. À khoe mọi người là Kinh Bắc. Kinh Bắc tùng cắt ươm thì đã lên rồi nhá. Tổng là 6 mắt thì lên được lên được 2 kỳ, còn 4 kỳ thì mới nhú thôi. Nhưng mà mầm gốc bây giờ mới lên đây mọi người này. Mọi người thấy tùng khổ không? Mình không xài thuốc á mọi người. Mình không xài thuốc cho nên là mình chờ mầm gốc nó lên tự nhiên. Khi mà nó đầy chất dinh dưỡng rồi thì nó sẽ nhú kỳ đây này. Nhú kỳ đây. Thì đương nhiên là ở dưới thì mầm gốc nó sẽ bật lên, mầm gốc Kinh Bắc đây. Mầm gốc Kinh Bắc. Hai cái mầm gốc Kinh Bắc. Bộ rễ của cây Kinh Bắc này rất là khỏe. Nếu mà mình cứ tham mình xài thuốc thì nó rất là nguy hiểm nha. Đôi mắt Pleiku đây. Đôi mắt Pleiku phê luôn. Cái những cái kỳ bé đôi mắt Pleiku rất là thích. Rất là thích luôn. Những kỳ bé đôi mắt Pleiku rất là thích. Đây, thích nhất vẫn là những kỳ bé người đẹp không tên nha mọi người nhé. Những kỳ bé người đẹp không tên rất là đẹp. Tùng rất là thích luôn. Đấy, giờ nó cứ mập mập và nó đi ngọn nha. Đây. Mời mọi người ngắm nha. Thực sự bán mà khi giá rẻ thì rất là tiếc. Bán giá rẻ thì rất là tiếc. Đó. Nhưng mà anh em nào mà nhiệt huyết, nhiệt tình thì mình cũng sẵn lòng để mà chia sẻ cái giá tốt cho anh em nhé. Chứ làm lên một cái kỳ này nó khó khăn vất vả lắm luôn. Trăm thì áp lực, trăm cây VIP á, mọi người áp lực cực kỳ luôn. Đây này, lên cái kỳ nó sướng, nó phê luôn. Trăm được một cái cây VIP á, nó áp lực lắm. Đấy, thành ra là bán thì cũng rất là tiếc. Tuy nhiên sẽ tiếc với những người nào mà không xứng đáng. Còn những anh em mà đam mê, mà yêu thật sự và muốn đầu tư và muốn làm kinh tế thật sự thì nói chung là mình cũng sẵn lòng thôi. Đấy, những kỳ người đẹp không tên, kỳ đôi cũng rất là phê luôn này anh em. Kỳ đôi cũng rất là phê luôn. Đấy, nó cứ mập mập vậy nó đi mới khỏe này anh em. Nó mập mập vậy nó đi mới lực. Đấy, nó mở lá này. Chầm cái VIP nó áp lực cực kỳ luôn. Tùng sẽ cho mọi người xem. Đây, cái này là Bảo Duy mà cái lô 27 mắt đó mọi người. Bây giờ nó lên đều như vắt chanh nhè hết luôn. Bán thì tiếc cực kỳ luôn. Đó, giá nó chưa được đẹp. Thực sự làm mình đầu tư khá là nhiều. Và mình chăm cây phải nói là mình nhớ từng cây luôn. Mình nhớ từng cây nó như thế nào luôn. Đó, dành thời gian, tiền của công sức rất là nhiều để chăm cây. Thành ra là khi mình chia sẻ cho anh em á, nó phải xứng đáng. Một số anh em thì cứ mong là giá cây nó lên. Nhưng mà khi đi mua cây á thì lại muốn là rẻ thôi, rẻ nữa đi. Đó, cực rẻ đi. Đó. Thành ra là rất là khó. Cho nên là những anh em nhiệt huyết và những anh em mà đam mê và máu làm giàu á, thì dễ chơi dễ nói lắm mọi người. Rất là dễ chơi dễ nói nhé. Đấy. Nó cứ phình phình như vậy là và nó đi rất là khỏe. Cứ phình phình như vậy và nó đi rất là khỏe. Đây cái lô Bảo Duy 27 mắt giờ nó lên đẹp lắm. Cực đẹp luôn. Nguyên lô luôn, nguyên lô nó lên đẹp mọi người ạ. Đây cái kỳ này là kỳ đầu ngọn, là kỳ cuối cùng đây này. Kỳ lên cuối cùng. Rất là đẹp luôn. Phía trong bên trong nhà hàng thì vẫn đang còn tiệc nha mọi người nhé. Đó cái lô này là cái kỳ này là cái kỳ lớn nhất. Kỳ này bây giờ phải hơn 4 sen này mọi người. Cái lô đấy đấy. Đây, nó này. Nguyên cái lô đó đây. Đẹp cực kỳ. Đây nó này.
kỳ nó to đẹp, mở lá nó phi sướng. À, anh em nào thích Bảo Duy như này là Tùng bán luôn. Hôm nay là Tùng sinh nhật Tùng nha. Thực sự tiền kiếm ngày hôm qua và ngày hôm nay thì cũng đủ chi tiêu thôi. Nhưng mà ngày hôm qua với ngày hôm nay chỉ có vợ kiếm thôi, mình chẳng kiếm được gì hết. Đó, anh em hôm nay mà anh em nào thích Bảo Duy á thì như kia như này này. Thì Tùng chia sẻ cho anh em một kỳ lấy hên thôi. Một kỳ lấy hên. Chứ thực sự không giàu nhưng mà mấy chục triệu bạc thì cũng không thành vấn đề đối với Tùng. Đó, anh em nào thích Bảo Duy mà kỳ đẹp nhé. Phải nói là đẹp đấy, cực đẹp. Đó, anh em thực sự đam mê, thực sự thích và muốn giao lưu với Tùng đó, thì Tùng sẽ để cho anh em một kỳ. Mọi người ai có ai ở đây cho Tùng một comment thì Tùng chào lại được không ạ? Bây giờ Tùng mới nhìn cái máy khác để thấy comment. Cảm ơn Phan Thắng nha. Cảm ơn Nguyễn Diện. Chào Việt Bắc nha. Chào Phạm Hoàng. Đấy, một cái kỳ Bảo Duy như thế này. Anh em nào thích thì Tùng sẽ chia sẻ cho anh em. Chia sẻ lấy hên ngày hôm nay là ngày sinh nhật Tùng thôi. Chứ Tùng không có mục đích lên đây like để bán hàng. Đây là kỳ người đẹp không tên. Đấy, nếu mà mập về đó mà giờ Tùng bắt đầu cho nó phi đấy. Đây kỳ Bảo Duy mà trước đó một tháng này. Đấy, Bảo Duy trước đó một tháng, bây giờ nó phi mạnh lắm anh em. Chào Văn Đô Đông nha. Chào luôn Nguyễn Hoàng luôn. Chào em trai luôn Nguyễn Hoàng luôn nha. Phê không anh em? Anh em thấy kỳ này phê không anh em? Cực kỳ phê luôn. Này là cực kỳ phê. Màu kia, màu khúc ươm nó xanh xanh, thích thật đấy. Siêu phê. Đấy, anh em nào mà thích Bảo Duy hay không tên thì nói mình là mình chia sẻ một kỳ duy nhất lấy hên thôi nha. Một kỳ duy nhất lấy hên. Đó. Một kỳ duy nhất lấy hên. Một kỳ duy nhất lấy hên nha anh em nha. Bùi Sĩ Phong ơi, bây giờ không còn kỳ nào 20 triệu nữa bạn ơi. Cảm ơn Phú Nguyên. Cảm ơn Thế Bùi nha. Những kỳ rất là đẹp luôn. Những kỳ không tên, những kỳ Bảo Duy rất là đẹp anh em ạ. Cường Nguyễn ơi, cần gì phải lùa. Cường Nguyễn lùa làm gì? Bạn nghĩ tôi lên đây tôi lùa à? Làm sao mỗi người có một cái đầu óc chứ làm sao tôi có lùa được bạn chưa? Bây lên đây á, là mình đây này. Bạn có tin là nhiều anh em thèm và thích và muốn được sở hữu cái kỳ người đẹp không tên như thế này không? Đấy không? Nha Cường Nguyễn nha, chắc bạn bị lùa rồi sao mà? Cường Nguyễn bị lùa rồi hả? Những kỳ như này nè. Nha. Là anh em đam mê, anh em cực thích luôn. Chứ ở đó mà lùa. Cảm ơn Lê Đức Hùng nha. Đấy, những kia người đẹp không tên nè. Từ nay đến cuối năm là kiếm khoảng 6-70 sen là vô tư. Từ 6-70 sen trở lên. Đó. Bạn ok, Dương Văn Mạnh nha.
cảm ơn Phạm Thị Nguyệt. Trông như cọng rau muống bạn chị Bùi Ngọc Châu. Có được người nhiều khi anh em ví dụ nhiều khi nó chán lắm. Nhìn cái cọng lan nó như thế này mà bảo cọng rau muống, không lý anh em mắt bị mù màu hay là bị sao ta. Ok, thế Bùi trả nước miếng. Anh em nào thích chơi thì chơi thôi, có ai bắt anh em phải chơi đâu, đúng anh em. Này, chăm được một cái lan này các bạn tưởng là dễ dàng hả? Không dễ dàng chăm được một cái lan này, đúng anh em. Chăm nó lớn từng ngày nè, không? Đó. Chăm sóc nuôi nấng rồi hả, trị sâu bệnh, đúng không? Rồi tưới phân thuốc vân vân, nó mới ra được những cái cọng người đẹp không tên đẹp như này chứ. Làm sao mà đơn giản đâu, đúng không anh em? Cảm ơn 5 năm. Đây, chăm được cái cây nó như thế này nè, không? Còn anh em nào mới chơi mà nhìn những cái hàng quốc dân mà chăm được như thế này, bắt đầu sắp tới làm hoa mới phê, đúng không? Đó, đâu phải tự nhiên một cái cây được như thế này, mình phải chăm sóc chứ. Này nó dài xuống rồi này, phải treo lấy móc nối đi rồi đấy. Đúng rồi, An Nhiên ơi, cô An Nhiên. Thấy chưa? Mọi người thấy không? Phải bỏ biết bao nhiêu là công sức ra mình mới chăm được một cái giò lan như thế này, đúng không? Một cái giò lan. Đó, khi mà cái số lượng nó nhiều rồi thì mình sẽ để làm cái tác phẩm nó dài, nó nhiều thân, để gì, để mình làm hoa mình ngắm nha anh em. Như thế này chứ Tùng sắp tới Tùng dùng dây thép, Tùng sẽ uốn theo ý của mình. Đó, chăm được một cái cây lan như thế này để làm cái tác phẩm theo ý của mình, và sau đó là cho ra hoa khi ngày sinh nhật con, ngày sinh nhật vợ, hay là vào ngày lễ Tết anh em ạ. Nhưng mà không thể tự nhiên trên trời mà nó ra được một cái giò lan như thế này, đúng không? Chúng ta phải chăm sóc từ bé. Đây, hồi đó mọi quay cho mọi người xem là nó bé, đúng không? Thế bây giờ nó lớn, nó to đùng này, đúng không? Nó to đùng như này nhưng mà mới có một thân thôi. Đây, nó mới có một thân thôi, đúng không? Đây, nó đi ngọn, mọi người thấy chưa? Đó, hồi quay cho mọi người xem nó bé xíu à, đúng không? Hôm nay quay lại cho mọi người thấy là to này, đúng không? Không phải tự nhiên mà nó lớn được anh em ạ. Chúng ta phải bỏ công sức ra, siêu tầm con giống, rồi chúng ta về chăm sóc, đúng không? Phân thuốc. Đây, quay cho mọi người xem. Tâm huyết đó, không phải tự nhiên mà nó lớn, nó đẹp được như này đâu mọi người, đúng không? Tùng vun thém, chăm sóc rất cẩn thận từ những cái kỳ bé, những cái kỳ hàng quốc dân, không? Những cái kỳ mà nó đã có số lượng nhiều rồi đó mọi người, chứ không phải là mình chăm mình hàng VIP không đâu. Chăm là những cây lan mà nó lớn, nó xanh tốt, không? Nó không bị sâu bệnh như thế này nè, là mình đã thấy vui rồi, vui trong lòng rồi. Đó, bạn gì bảo là lùa, thế bây giờ bạn hai bỏ 20 triệu ra xem tôi, bạn bỏ 20 triệu xem tôi có bán cho bạn một cây bảo duy không? Không bao giờ, không bao giờ có chuyện đó. Nha, một cây bảo duy á, ở vườn nào chăm không biết, nhưng vườn Tùng chăm là nó rất đẹp, nó khẳng định với anh em luôn. Đây là kể cả là Phú Thọ, HO, Hồng Yên Thủy, những cây tầm thấp, cho đến như là ví dụ như là Bạch Tuyết, không? Ví dụ như là Ngọc Sơn Cước, Tùng nuôi nấng chăm sóc nó cũng hết mình như thì mới có được một cái cây lan như thế này, đúng không anh em? Đâu phải tự nhiên mà nó được như thế này. Thì cái chuyện Tùng chăm như thế này thì con giống đang ít. Con giống đang ít thì mình phải nhân giống. Mình nhân giống để mình chia sẻ cho anh em thì là coi như là mình làm kinh tế, đúng không anh em? Đó, còn những anh em nào người mới chơi thì Tùng lại bán cho cái loại mà rẻ mấy trăm ca, một vài triệu để mà sưu tầm về mà tự chăm, tập chăm, đam mê, đúng không? Như cây Ngọc Sơn Cước này mọi người bảo đâu tự nhiên mà nó được như thế này, phải chăm sóc dữ lắm đó. Phải bỏ biết bao nhiêu công ra đấy mọi người. Đó. Đây, Bạch Tuyết đây, từng thân tô đùng đây.
không phải tự nhiên mà có nha, phải mua giống về rồi phải chăm sóc, à, phải phân bón đúng chế độ, đúng liều lượng, đúng thời điểm. Các nhà vườn đi trước họ đã từng làm như thế rồi. Như mình ra sau thì mình được lợi hơn một số người là ít phải đóng học phí hơn. Đó, nhưng mà mình cũng phải phấn đấu cố gắng lắm. Đây, chăm sóc Pleiku, chăm sóc Pleiku nó áp lực cỡ nào mọi người biết không? Đó, chăm sóc người đẹp không tên đây. Chăm sóc người đẹp không tên đây. Nó được như thế này nè, là công sức mồ hôi nước mắt của mình. Và bỏ biết bao nhiêu tâm huyết, bỏ biết bao nhiêu tiền để mua con giống. Thế bây giờ Tùng nhân giống ra, Tùng chia sẻ cho anh em đam mê, cho anh em là muốn làm kinh tế nó là bình thường và nó hoàn toàn đúng pháp luật, đúng không? Hoàn toàn đúng với đạo lý của người kinh doanh, đúng không? Mình làm được thì mình được hưởng, có gì đâu. Đây cây bảo duy đây, 80 mấy cm kỳ năm nhất. Đó là may là Tùng còn biết chăm đó, và liên tục học cách chăm. Đây là người đẹp không tên nữa nè. Đấy, bảo duy kia năm nhất đây này. Đó, kia năm nhất đây, 80 mấy cm rồi. Đó, đây là may mắn cho Tùng là Tùng còn biết chăm cây, đúng không? Tùng còn biết nhân giống. Chứ nếu Tùng mà không biết nhân giống thì Tùng mất hết những gì đã đầu tư, thì mọi người còn cười Tùng nhiều, đúng không? Tuy nhiên chỉ một vài người sân si nói trên live thôi, còn 99% anh em đang xem live ở đây, mọi người đều hiểu hết và mọi người rất là thương quý Tùng, cũng như thương quý những anh em mà bỏ đồng vốn ra đầu tư rồi về cố gắng học hỏi cách chăm sóc, cách nhân giống. Đó, đúng không? Và biết cách chia sẻ cho những người mới họ đam mê mà họ chưa bao giờ từng được tiếp cận với cây lan, đặc biệt là lan va. Đúng không cả nhà? Đó, thì là những gì mà mình gặt hái được thì nó là cái thành quả, cái công sức của mình. Cảm ơn, cho cảm ơn Thím Thúy Ngô nha. Chào Bình An Nguyễn. Còn mỗi người mà tự lo cho cuộc sống của mình, tự lo cho cái việc kinh doanh của mình. Mình không thể bắt ai lo cho cái việc kinh doanh của mình được cả mọi người ạ. Đó. Còn anh em xác định là anh em mua về chơi thì suy nghĩ kinh tế làm gì. Còn nếu anh em xác định mà muốn làm kinh tế thì anh em cũng phải những gì mà anh em đi sai đường thì gác con đường ấy qua một bên để đi những con đường mới, đúng không? Cảm ơn Lại Điệp. Chào em trai Nhân Lê. Đây, mình bỏ bao nhiêu công sức ra để mình chăm được một cái vườn lan nó như thế này mọi người ạ. Tùng nhắc lại với một số anh em mà hay sân si rằng là cây lan bất kỳ loại nào trong vườn Tùng không phải tự trên trời nó rớt xuống nhá. Và đương nhiên là Tùng phải bỏ vốn Tùng đầu tư. Mà đầu tư về không phải để im đó mà nó lớn lên, nó xanh tốt được như thế này. Mình phải đầu tư, rồi mình về phải nuôi trồng chăm sóc, đúng không? Mình chăm sóc nó lớn, rồi lại còn phải biết nhân giống. Nhân giống đúng thời điểm, đúng thời kỳ, cho ăn phân, cho ăn thuốc, trị bệnh, đúng bài, vân vân. Mới có được những, đây là những chậu nái. Những chậu nái đây, đó. Những chậu nái. Mới có được những cái thành quả như thế này là những kỳ con. Cái kỳ con bây giờ mà nó lên được 20 mấy cm. Những kỳ con người đẹp không tên đây, nó lớn lên được như thế này đây, 20 mấy cm. Những kỳ con bé hơn thì được khoảng độ 9-10 cm. Đây, cái lô người đẹp không tên nó đẹp như mơ này. Là công sức mồ hôi của mình nhá, của cá nhân mình làm nên. Đấy. Và nhiều vườn anh em khác họ cũng vậy. Đấy. Họ đam mê, rồi từ cái đam mê đó họ làm kinh tế. Nhưng mà có những người đúng đường, có những người sai đường.
có những người gặp gặp được thầy giỏi, có những người gặp được những người thật lòng, nhiệt tình, tâm huyết, có những người gặp phải người đếu, tuy, đúng không anh em? Đây, mọi người bảo là không dễ gì tự nhiên đùng một cái là đại cát nó rớt xuống vườn tùng ha. Đấy, phải nuôi một năm nữa thì bắt đầu mới nhân giống được. Đấy, cả vườn có cây đại cát, thấy không? Cả vườn có mỗi cây Long Khánh, thấy không? Cả vườn có một mỗi cây Kinh Bắc, đúng không? Đào đâu ra nhiều. Cả vườn có cây cờ đỏ thì hôm rồi là nó ra được 2 ki đó. Đây một ki nè, đây một ki nè. Còn cái cắt ươm thì nó mới nhú nè. Loại siêu quý hiếm, năm mặt hoa siêu quý hiếm là gì? Như cờ đỏ đã làm lên tên tuổi này, đôi mắt Pleiku nè, đó, rồi đại cát nè, rồi Long Khánh nè, rồi Kinh Bắc nè, đúng không anh em? Đó là những cái mặt hoa mà nó cực ít trong vườn tùng, chỉ có một ki, chỉ có một vài ki. Thì mình muốn làm kinh tế được tùng, tùng mua với giá rất là cao rồi. Bây giờ tùng muốn làm kinh tế thì tùng phải chăm sóc một năm mà tùng nhân giống ra mới có cái chia sẻ, chứ không phải tự nhiên đùng một cái mà ra 100 ki đâu, đúng không anh em? Đó. Quang Huy ơi, cây lá ngắn cây lá dài thì mình cũng không biết. Cái sự nhận định của tùng thì tùng chưa kinh nghiệm nhiều. Tùng chưa kinh nghiệm nhiều. Cho nên là tùng cũng không nắm được tại sao nó ngắn nó dài nhá. Có thể do ở trong rợp thì lá nó dài hơn. Ở ngoài nắng thì lá nó ngắn hơn. Chào em trai Tống Trọng nha. Ok, Tĩnh Trần Võ. Chào em trai Mai Xuân Sơn. Nói chuyện lạc đề quá. Có gì đâu mà lạc đề, Lê Huynh Thịnh. Đấy, nếu lạc thì lại cho không lạc. Đây là Tùng đẹp trai đầu hói dễ thương nha mọi người. Tùng chúc cho cả nhà có một buổi tối thật là vui. Thực sự ngày hôm nay và ngày hôm qua là Tùng rất là bận, rất là mệt về cái công việc kinh doanh trung tâm hội nghị tiệc cưới của mình. Chiều nay thì có 2 tiệc thôi, trưa nay 4 tiệc chạy hả. Đây phía trong là vẫn đang tiệc đây mọi người. Ngày hôm qua và ngày hôm nay là Tùng đón khoảng gần 6.000 khách nha mọi người. Ngồi ở dưới gầm luôn đó mọi người. Quá. Sorry. Trời ơi, cắt cái nối. Nguyễn Bình ơi, tưới Anchaco nha. Trời ơi, đang mấy trăm người xem mà bị mất sóng mọi người ạ. Tùng đi xuống xa kia nó bị cắt mất wifi. Trần Tín ơi, em có Kinh Bắc nha, Trần Tín ơi. Cảm ơn Mai Văn Hàn. Chào Hoàng Thái Dương nha. Cảm ơn Nguyễn Bắc Ngọc. Kinh Bắc thì em có 6 kỳ nha. Em có 6 kỳ và cái cây mẹ đây. Kinh Bắc em có 6 kỳ và cái cây mẹ đây nha. Em cắt đây là em ươm rồi này, được 6 kỳ. Còn cái cây mẹ thì bây giờ nó đang ra mầm gốc đây. Trời ơi, đang hơn 300 người xem. Mất sóng cái mọi người đi đâu hết rồi. Đây bác Trần Tín rồi. Kinh Bắc mẹ đây. Còn em ươm ra được 6 ki rồi nhá. Sau khi mà mầm gốc nó lên thì em cắt hai mắt này vào ươm. Cắt hai mắt này vào ươm là em cắt được tổng được thêm 4 mắt nữa nha. Em sẽ cắt được 4 mắt nữa vào ươm. Hiện tại em có được 6 mắt thôi. 6 ki thôi. Cộng với cái mầm gốc đang ra đây. Đây là Kinh Bắc. Còn Long Khánh thì chắc còn lâu mới có ki. Long Khánh đây.
đại cát thì cũng còn lâu mới có kỳ. Đấy, cờ đỏ đây cũng kỳ được 16 kỳ nhưng mà đang mới nhú hết, ở đây có 2 kỳ thôi, còn cây mẹ thì đang ra mầm gốc đang bé xíu. Trời ơi trời, trời, có ai không cho Tùng một cái chia sẻ được không? Đang 300 mấy người xem giờ. Chào Linh Lan. Xin chào mọi người nhé. Hello, trời ơi, có trai yêu của tôi lên đây mọi người ơi. Có trai yêu của tôi lên đây nè, nó nhớ tôi, nó lên vườn luôn nè. À, bà ôm nhé, bà ôm em. À, đây. Con chào mọi người nha. Phá tháng á. Con chào mọi người, đến đây ba này, đi đây ba. Đi đây ba. Đó, con trai tôi đó mọi người, nó nhớ tôi, nó lên giường luôn á. Con nhớ thì phải lên giường thăm ba, mà vợ nhớ thì phải lên giường thăm chồng. Vợ lên vườn rồi xong cũng sẽ lên giường. Lên vườn rồi cũng sẽ phải lên giường. Đấy đó. Đại ca đó, đại ca em đó. Đây con gái lớn em này mọi người. Gái lớn em đó. Đây Tùng mới mua thêm một bộ bàn ghế gỗ trắc xưa cho mọi người nhá. Cổ nhá, bộ này là có khoảng năm 1975 nha mọi người nhá. Bộ trắc đây. Bộ trắc này là có từ năm 1975. Đó. Để dưới nhà lâu nay, Tùng để dưới nhà lâu nay là nay Tùng mới đem lên trên vườn đây để cho em ngồi uống trà nhé. Đây. Tùng mới đem dưới nhà lên ngày hôm nay luôn, ngày hôm nay sinh nhật cho nên là đem từ dưới nhà lên luôn. Ơi, ơi, no, em, ai? Hôm nay rất mệt nhưng mà rất vui mọi người ạ. Hôm nay rất mệt nhưng mà rất vui. Thực sự là mệt nhưng mà vui. Vui vì sao mọi người? Bây giờ nói vào câu chuyện nha. Nói vào câu chuyện tại sao mà Tùng 2-3 hôm nay, đặc biệt là hôm qua, Tùng vô cùng phấn khởi và phấn chấn luôn, rằng ngành lan của chúng ta đang gọi là gì? Thị trường đang ấm lên một cách rất là mạnh mẽ luôn, đặc biệt là ngoài Bắc mọi người ạ. Anh em đi gom cây mọi người thấy không? Phải nói là từ cái chuyện đi gom, đầu tiên đi giao lưu, xong đi gom cây, rồi xong bắt đầu là giờ dần gần như là cướp cây. Đương nhiên không phải là cướp cây quốc dân đâu anh em, mà cướp cây gì, cướp cây Bảo Duy, đặc biệt là người đẹp không tên, Pleiku, rồi có cả Kinh Bắc. Thực sự là cái điều đó nó chỉ xảy ra vào năm 2021. Và ngày hôm qua, anh em ngoài Bắc đã có những giao dịch bạc tỷ. Phải nói là anh em đã có những giao dịch bạc tỷ. Mà đây là ra những giao dịch rất là thật luôn. Kể cả bực như hôm qua Tùng phải chia sẻ một số các live stream của các anh em để ủng hộ. Vì thế anh em rồi mọi người á, đi không phải đi làm thị trường mà người ta đi mua cây thật, đi gom cây thật. Mà nếu tình hình mà gom như thế này là hiếm cây luôn. Hiếm cây luôn. Đó là chắc chắn. Mọi người bảo là như hôm qua ở vườn của em Hải Hà ở Phú Thọ ha. Mọi người biết là 40 người, trong đó cả Dũng Trang này, Lan Va Thủ Đô này, Thuần Tâm Đảo này, vườn Lan Tuyến Pháp này, vân vân. Đó, mọi người tới để mà đi sưu tầm, đầu tiên là đi giao lưu, nhưng sau đó thì là một cuộc sưu tầm phải nói là khủng khiếp luôn, gọi là nó giống như một đánh dấu một bước ngoặt sự trở lại của ngành lan một cách rất mạnh mẽ, rằng là tại thời điểm này người ta bỏ ra tổng hôm qua đâu đó khoảng 6-7 tỷ bạc để mà gom cây của em Hải Hà nghe mọi người nhé. Thì đây là một cái tín hiệu rất là đáng mừng, mà hôm qua phải nói là hôm qua Tùng vừa xem live của em Linh Chim
Linh Chim. Vừa hồi hộp luôn, rất hồi hộp luôn. Vừa xem vừa hồi hộp, vừa sướng, vừa phấn khởi. Đó. Và sau đó, đó là một cái động lực để cho Tùng chăm cây. Thực sự nếu như mà chăm cây đẹp mà đi đúng hướng nha anh em, thì thực sự như vườn của Tùng đây mà mọi người được có vài chục cây, đúng không? Như vườn Tùng ví dụ như là Bảo Duy hay không tên được có vài chục cây, anh em tới gom phát hết luôn, hết không còn gì chăm luôn. Đó, đó là lý do mà Tùng sẽ chăm những cái cây người đẹp không tên. À, để sang năm là có cái nhiều để cho anh em tới gom. Mọi người nghĩ đến bây giờ như người đẹp không tên ở trên Việt Nam không nhiều. Chắc chắn một điều là không nhiều. Đó. Thực sự là động lực rất là lớn luôn. Sáng nay máu lắm mọi người. Sáng nay Tùng máu lắm. Hôm qua cũng máu tính live stream luôn. Máu lắm mà thực sự hôm qua và hôm nay quá bận luôn. Quá bận với công việc. Đấy bây giờ đang ở bên trong thì đang còn tiệc nhá. Tiệc hôm nay mùa này á, thì 7 giờ kém 10 thì mới bắt đầu phần nghi lễ. Cho nên bây giờ thì khách đang còn đông và đang còn dùng tiệc nữa. Hơn 20 giờ rồi nhưng mà vẫn là còn đông. Đó, và Tùng thì cũng chỉ là phụ anh em cũng như lên tặng quà cho cô dâu và chú rể thôi. Nhưng mà thực sự ra là rất là hào hứng luôn, rất là hứng khởi luôn đối với ngành lan luôn. Và ở trong miền Nam thì Tùng cho rằng là trong tuần sau thì các anh em sẽ đi giao lưu và đi gom cây rất là nhiều. Đó. Cái gì mà mình chấp nhận cho qua thì chắc chắn phải cho nó qua. Không thể có, các bạn có muốn níu kéo nó cũng không được. Cái gì cho qua thì phải cho qua. Và cuộc chơi mới gần như đã bắt đầu. Đó. Thì bây giờ chúng ta chăm cây thôi. Đấy, như này mà anh em mà mua một cái cây người đẹp không tên như này 10 sen thì có phải là đến năm sau bằng nay nếu như may mắn thì mình nhân ra được ít nhất từ 10 đến 15 cây. Đúng không anh em? Đó. Đâu phải ai cũng có người đẹp không tên. 300 người đang xem thì không phải ai cũng có người đẹp không tên, đúng không anh em? Đấy. Đây người đẹp không tên hai mấy sen đây. Đây này, còn cái lô như đây này, cái đôi người đẹp không tên cũng đẹp lắm mọi người. Người đẹp không tên. Đó, thì như Tùng ở đây á, Tùng học cách chăm cây của rất là nhiều người, đặc biệt là một người em đã chỉ cho Tùng từng ly từng tí để Tùng chăm cây mới có được ngày hôm nay, chứ Tùng cũng không phải là tự nhiên mà Tùng biết chăm cây. Cây con giống thì cũng không phải là tự nhiên mà ở trên trời rớt xuống. Thì thành ra là khi mình đầu tư con giống rồi thì mình lại phải là chăm cây. Làm sao chăm cây cho đạt thì anh em họ mới thấy cây khỏe như thế này. Ví dụ người đẹp không tên mà khỏe như thế này thì anh em rất là dễ mua thôi. Không, hay là khi Bảo Duy mà như thế này, phê như thế này thì anh em tới hốt một phát là hết. Đây, như Bảo Duy này, mười mấy cọng rễ này. Hốt một phát là hết này, bây giờ nó bắt đầu phi này mọi người này, bây giờ nó bắt đầu phi này. Đó. Đấy, Bảo Duy như thế này mà anh em tới hốt phát là hết liền. Đấy, thì cũng rất là mong anh chị em mình chung tay mỗi người một tí. Bây giờ là cái giá sưu tầm đây là như Bảo Duy như thế này này. Mọi người bảo như năm ngoái như thế này thì hồi tháng 3 thì phải 4-5 tỷ đúng không anh em? Đúng không? Do dịch bệnh, do dịch bệnh kéo dài quá mà làm cho thị trường nó gần như là nó sụp đổ luôn. Thị trường Lan Va gần như sụp đổ. Và khẳng định mọi người luôn là nó sụp đổ luôn rồi. Thế mà bây giờ nó lại quay lại. Bây giờ nó đang quay lại một cách mạnh mẽ, đầy mạnh mẽ luôn. Đó. Thì bây giờ như anh em rất là dễ sưu tầm những cái cây Bảo Duy như thế này. Đúng không anh em? Cây Bảo Duy như thế này anh em sưu tầm bằng 1% năm ngoái. Đúng không? Những cái, đây cái lô Bảo Duy của Tùng đó. Những cây Bảo Duy như thế này anh em sưu tầm bằng tiền bằng 1% của năm ngoái. Bây giờ cứ cho mình bỏ mấy chục triệu ra mình chơi thôi. Đâu có gì đâu căng. Bỏ mấy tỷ ra thì phải bán nhà, cầm cố nhà, vay nóng vay lãi đúng không? Đấy mà bây giờ chỉ bỏ có 4-50 triệu. Đúng chưa? Bỏ 4-50 triệu ra để có một cây Bảo Duy. Và hơn một tí nữa thì sẽ được người đẹp không tên. Thì nếu mà được thì ăn. Đúng chưa? Mà mất thì mất mấy chục triệu. Cũng chẳng cần gì.
Tùng nói thật mọi người luôn, nếu mà đá máu liều mà đá máu làm ăn, đúng không? Nếu được thì có thể được bạc trăm bạc tỷ, đúng chưa? Nhưng mà nếu không được, coi như bỏ mấy chục triệu ra, mất, cũng chẳng can chi đến cuộc sống của mình luôn, nếu mấy chục triệu. Đúng không anh em? Còn như những người mà càng muốn giàu, càng muốn làm giàu nhiều thì đầu tư bạc tỷ, bạc chục tỷ bình thường, như Tùng vậy thôi. Bây giờ là cái thời gian mà Tùng cho rằng á, là anh em sưu tầm quá là dễ dàng, quá là tuyệt vời cho anh em sưu tầm luôn. Một cái kỳ mà nó khỏe, phi sướng, thắng hoa lan. Ai mua Bỏ Duy thì và không tên thì inbox mình nhé. Phong Ngọc Luyện, ok. Bây giờ năm ngoái 4 tỷ, sang năm mà 20k một kỳ, thì bác cho như thế nào thì bác cho thôi, có sao đâu. Còn bây giờ ví dụ như bác không có tiền bác mua thì chắc chắn là bác sợ mất mấy chục triệu rồi. Nhưng mà có người họ xác định này, bây giờ ví dụ bây giờ tôi bán kỳ này là 45 triệu đi, Tùng nói ví dụ 45 triệu đi, năm ngoái kỳ này là 4 tỷ rưỡi này, bây giờ mua 45 triệu đi, không? Là bằng 1% của năm ngoái. Thế bây giờ nếu kỳ này mà mình nuôi tới cuối năm, nó lên được khoảng độ 6-70 sen, tương đương với khoảng 20 mấy lá. Năm sau bằng nay nó cho ra từ 10 đến 15, thậm chí 20, thậm chí hơn. Và một bộ mầm gốc, thì anh em nghĩ bao nhiêu tiền? Trong khi đó loại giống Bảo Duy và không tên là đang cực hiếm trên đất nước Việt Nam, chứ đừng nói là Pleiku hay Cờ Đỏ hay Đại Cát hay Long Khánh hay Kinh Bắc, đúng không? Còn bây giờ ông liều, ông bỏ ra mấy chục triệu, ông liều, một được ăn cả ngã về không, đúng chưa? Nếu không chăm được thì gửi nhà vườn chăm, không mua của Tùng thì mua chỗ người khác, miễn là chỗ đó mà chăm cây tốt, đúng không anh em? Miễn là chỗ đó chăm cây tốt. Còn anh em không tin thì không chơi, có gì đâu. Anh em không tin thì không chơi. Không tin thì không chơi. Không thích thì không chơi. Cường Kiều ơi, có bắt bạn mua đâu. Cường Kiều có bắt bạn mua đâu. Phú Quốc của tôi, không nhớ Phú Quốc của tôi à, cái gì nhỉ? Ai muốn xem cái gì thì inbox cho mình, mình cho nhân viên chụp nhá. Đây là thời điểm vàng. Năm sau làm sao Bảo Duy đủ nhiều được. Tôi hỏi Cường Kiều, nhà Cường Kiều bây giờ có bao nhiêu ký? Cường Kiều, Cương Kiều ơi, nhà bạn đã có ký Bảo Duy nào chưa mà bạn bảo nhiều? Bây giờ tôi hỏi hơn 300 người, 330 người đang xem ở đây. Nhà anh em có bao nhiêu kỳ Bảo Duy và bao nhiêu kỳ không tên rồi mà bảo nhiều? Thực tại tại vườn nhà anh em đó, chẳng qua tôi có 10, 15, 20 kỳ là do tôi đầu tư rất nhiều. Bây giờ tôi hỏi vườn nhà anh em có bao nhiêu kỳ Bảo Duy? Đặc biệt là cái ông Cường Kiều này này, Cương Kiều này này. Nhà ông rồi cái ông Phong Ngọc Luyện đây. Nhà bác có bao nhiêu kỳ Bảo Duy, có bao nhiêu kỳ không tên rồi? Mà bác lo vậy, mà bác lo là bây giờ mua 4 mấy triệu sang năm là 200k. 200k là 200 ngàn. Trừ trường hợp người chơi không bao giờ chơi cái đẹp, không bao giờ chơi hoa nữa. Cảm ơn Hạnh Trương. Đấy, nhà anh em có bao nhiêu kỳ không tên như này? Hỏi thật lòng anh em đó. 355 người đang xem live của Tùng ở đây. Nhà anh em có bao nhiêu kỳ không tên ở trong nhà? Nếu như nhà nào hiện nay mà có khoảng độ nhá, nếu nhà nào có khoảng độ 10 kỳ không tên như này, thông báo inbox cho Tùng, cho địa chỉ, cho số điện thoại, tôi tìm tới nhà, tôi không mua hết, tôi không làm người. Ok. Trong số anh em đang xem lại đây, những anh em nào mà nói bảo là sau mai mốt nó nhiều á, thấy không? Mai mốt nó nhiều, sang năm nó nhiều, nhiều đến mức nào? Những người ta có vài ba kỳ không tên như này nè,
dăm bảy kỳ không tên như này thì không bao giờ người ta mở mồm người ta nói. Còn những người mà không có kỳ nào lại cứ lo là nhiều. Đây, tôi đang có một số kỳ không tên thôi, một số kỳ Bảo Duy mà tôi không lo nhiều. Mà các bác, bây giờ các bác trong nhà chưa có một kỳ Bảo Duy nào, chưa có một kỳ không tên nào mà cứ lo nhiều, lo cho thay cho tôi không ạ? Cảm ơn các bác. Nhà thì mới đẻ được có một đứa con với hai đứa con mà cứ lo vào nhiều con sao chăm nổi. Nhà thì có được chắc được cứ cho nhà một vườn Phú Thọ đô đi, nhưng mà lại cứ lo là Bảo Duy sang năm là nó một vườn, không tên sang năm nó một vườn, đào đâu ra. Đây này, cả nhà tôi được có vài chậu mẹ đây này. Cả nhà tôi được có vài chậu mẹ thôi anh em ạ. Đây. Đó. Cả nhà tôi được có vài chậu mẹ thôi, đào đâu ra nhiều. Thấy không? Đây, năm cánh trắng kinh bắc cả nhà tôi có mỗi một chậu mẹ, gọi là chậu mẹ chứ bằng xíu xíu này này. Đúng không anh em? Đào đâu ra nhiều. Trong đó hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn người chơi lan. Anh em đừng lo nhé. Nếu mà lo thì tự lo, không cần nói. Đặc biệt là không cần nói trong bài live của Tùng. Trời ơi, Tùng đang Tùng đang niềm tin, đang khí thế hừng hực luôn. Hàng tuần Tùng nói cả nhà nghe, hàng tuần Tùng vẫn kiếm được tiền từ nhà hàng tiệc cưới. Ngoài ra Tùng còn làm bất động sản thêm nữa. Đúng không? Tùng vẫn kiếm tiền. Và Tùng vẫn đam mê ngành hoa lan, đam mê chăm hoa lan. Đúng không? Nhân giống những loại quý. Còn những loại mà hàng quốc dân, hàng quốc dân thì tôi nuôi nó để tôi làm những tác phẩm. Tôi làm hoa tôi bán ở đâu miễn là tôi bán được là tôi bán. Đúng chưa? Còn anh em đang cứ ngồi ở nhà chờ người ta tới mua đi. Quên đi, làm gì có chuyện. Không bao giờ có chuyện anh em cứ ngồi ở nhà chờ người ta đến mua. Đây này, tôi nói thật với anh em luôn nhá. Như thế này mới gọi là ngồi ở nhà chờ anh em tới mua này. Cái người đẹp không tên nó đẹp như thế này này. Nó to như gần như ngón tay đây nè. Mở ngọn như thế này nè. Mới chờ người ta tới mua được, người ta tới thế này người ta hốt liền. Hôm qua tại nhà em Hải Hà. Đúng không? Thuần Tam Đảo gọi là cướp một cây như thế này luôn. Rồi vườn Lan Tiến Pháp là anh Nguyễn Uy Tín cướp một cây như thế này luôn. Rồi Trần Khắc Thành vườn Lan Va Bốt đúng không? Cướp một cây như thế này luôn. Rồi á, những cái kia người đẹp không tên nó như kiểu như thế này. Rồi kiểu như thế này. Đó. Rồi kiểu như này anh em cướp mấy chục cây đúng không? Rồi đôi mắt Pleiku nó như thế này này. Đây này. Đôi mắt Pleiku qua nó như thế này này. Thậm chí lớn hơn, chắc lớn như thế này luôn. Và thậm chí lớn hơn luôn. Đó là anh em tới hốt hết luôn. Đó mới gọi là khi người ta chăm cây đỉnh cao. Là chỉ việc ở nhà thôi. Nhưng mà không cần. Không phải ở nhà mà người ta phải đi giao lưu nữa kìa. Phải sống sao cho có nhân cách nữa. Người ta, anh em ta mới tới nhà. Người ta mới mua, người ta mới tin tưởng. Đúng không anh em? Còn chưa chăm được cây. Chưa chăm được cây. Đúng không? Chưa nhân được giống quý. Chưa dám đầu tư giống quý. Hiếm, ít. Mà là cứ ngồi ở nhà đòi chờ người ta tới mua làm gì có chuyện. Đúng không anh em? Đây này, tôi trồng cây nó đẹp đây này. Đúng không? Nó đẹp này này. Nó tươm tất như này này. Đó, nó phê như này này. Mà tôi còn không dám chờ. Tôi còn phải lên live tôi nói chuyện. Rồi tôi còn phải bán trên live. Đúng không? Tôi còn phải đi ngoại giao. Đúng không? Ok bạn Trương Cường. Vũ Hồng Trường đây. Vũ Hồng Trường này. Mình đang có 5 kỳ người đọc không tên. Trước mua 800 triệu trên kỳ. Giờ nhờ shop bán hộ 30 triệu kỳ. 15 sen được không shop? Ôi giời ơi. Tôi mà không mua. Nếu mà bạn đưa ra chuẩn nguồn. Tôi mà không mua tôi làm chó ăn cứt. 450 người đang xem. Làm chứng cho Tùng, bạn Vũ Hồng Trường. Nếu Vũ Hồng Trường bán 30 triệu một kỳ 15 sen, người đẹp không tên, nhá. Đó, bị Dominic Đông chửi cho là bốc phét này này. Vũ Hồng Trường nhá, đây, vào đây làm việc Vũ Hồng Trường. Đây, 15 sen là nó khoảng như này đây. Cái này là khoảng 17 sen này. Cứ cho 15 sen, đây, 15 sen bằng cái đại cát của Tùng đây. 15 sen là bằng cái đại cát của Tùng nhá. Đây nhá, Vũ Hồng Trường này.
Vũ Hồng Trường chỉ điểm cho tôi không ra được thì tôi cho anh, cho em, cho bạn tôi ra nha. Vũ Hồng Trường nha, coi chừng lại ăn phải bá này. Đào, bạn Vũ Hồng Trường nhắn tin liền đi, bạn mua cái người đẹp không tên của ai? Người đẹp không tên đang rất hiếm, tôi hỏi bạn mua của ai? Nhờ anh em vào Facebook Vũ Hồng Trường xem người này có chơi lan không. Vũ Hồng Trường trả lời tôi đi, Vũ Hồng Trường mua 5 kg người đẹp không tên của ai nhá? Bây giờ tôi mua 15 sen, tôi mua cho bạn hắn luôn là gấp đôi số tiền bạn mua. Số tiền bạn đưa ra là 30 triệu kg đúng không? Tôi mua hắn 60 triệu một kg. Tôi mà không mua tôi không bao giờ chơi lan nữa. Nha Vũ Hồng Trường. Đây là cước cho chiều cao bằng cây đại cát của tôi đi, 15 sen. Ha, 5 kg người đẹp không tên, mỗi kg 15, khoảng 15 sen, 14 sen cũng được. Nha, 13 sen cũng được. 14, 13, 15, 16, ok. 5 kg nếu đưa ra chuẩn nguồn. Nha, nếu chuẩn nguồn, tôi mua gấp đôi giá tiền bạn đưa ra là 30 triệu một kg. Bây giờ tôi đưa ra là 60 triệu một kg cho bạn luôn. Bạn nổ địa chỉ nha, nổ địa chỉ đi. Chuyển số điện thoại qua cho tôi không tới được ngay trong đêm, ngay bây giờ tôi cho người tới nhà bạn đưa tiền và lấy cây về, nếu bạn cung cấp đúng nguồn chuẩn giống. Trời ơi, nói chuyện với ai đây, nói chuyện với tôi. Bạn bảo bạn mua 800 triệu một kỳ, 500 năm kỳ, mỗi kỳ 800 triệu. Bạn hù ai, hù tôi? Bạn nói đi, bạn ở đâu ngay bây giờ luôn, bạn đưa địa chỉ, đưa số điện thoại nhá. Xác nhận những anh em gần đó là đúng là bạn là mua cây chuẩn giống chuẩn nguồn của ai đó nhá. Là ngay trong đêm, ngay bây giờ tôi nhờ anh em ở gần đó luôn tới nhà bạn đưa tiền bốc cây về, mà không phải đưa 30 triệu một kỳ, đưa hẳn 60 triệu một kỳ. Ok. Trời ơi, đụng với hay đụng với Tùng là Tùng làm liền, Tùng hói nói là làm. Tùng hói nói là làm. Đâu? Đó là chị Vũ Hồng Trường. Làm gì có chuyện. Đâu Vũ Hồng Trường đâu? Sao không thấy nói gì cả? Đấy, Trương Cường này. Tùng hỏi nói là làm. Trời, người đẹp không tên á, tôi nói các anh nghe, các bạn nghe luôn, riêng hơn 500 người đang xem live luôn, riêng người đẹp không tên và Bảo Duy check phát ra luôn, đặc biệt là người đẹp không tên. Đào đâu đó có chuyện Vũ Hồng Trường mà có được 5 kỳ người đẹp không tên. Tôi mua gấp đôi luôn tiền anh đưa ra luôn, bạn đưa ra luôn. Mua của ai? Mua của ai? Chuẩn giống hay không? Ngay bây giờ bạn ở tỉnh nào nha, trong tỉnh chứ không cần nói huyện, không cần nói thành phố. Bạn ở tỉnh nào tôi nhờ người đúng tới nơi luôn, đem tiền đến cho bạn lấy đúng chuẩn người đẹp không tên về, với giá gấp đôi giá bạn đưa ra. Tùng hói nói làm. Nguyễn Thành Nhơn ơi, anh lo tiệc cưới tròn vo rồi em. Hai ngày nay lo tiệc cưới tròn vo rồi. Đó. Nên bây giờ sẵn đang tiệc ở đây, tại vì khách mình đi về, đi xuống là phải đi qua cái tiệc đấy mọi người này. Tùng phải đi qua tiệc cho nên bây giờ Tùng vẫn khoác cái áo, tại vì bây giờ không khí nhiệt độ khoảng 26, 27 độ thôi. Đây. Đấy, khách về gần hết rồi nhá. Bây giờ khách về gần hết rồi. Tuần này là Tùng đón gần 6.000 khách nha mọi người nhá. Tuần này là Tùng đón gần 6.000 khách. Đó, lại lên vườn. Xin chào hơn 500 người đang xem live. Trời ơi, người đẹp không tên mua của nhà nào biết ngay. Tùng hói nói là làm, nó đúng là Nguyễn Thành Nhơn. Mua của lùn vườn ngang đúng là lục ngàn, giang nhé. Bạn check nguồn đi. Ok, nhờ bạn Trương Cường check giùm tôi, Vũ Hồng Trường. Và ngay trong đêm nay, ngay trong đêm nay, bây giờ xin phép mọi người mình ngồi đây. Ngay trong đêm nay sẽ liên hệ Vũ Hồng Trường luôn, trả bạn 60 triệu luôn. Bạn đưa ra 30 triệu, trả bạn 60 triệu một khi. 15 sen, mỗi khi 15 sen. Tóm lại là trên dưới 15 sen, 14 sen cũng được, 13 sen cũng được. Ok,
với ông Trường. Bạn nhờ bạn nào nhỉ? Bạn Trương Cường ơi, bạn Trương Cường trách nguồn giùm mình Tuấn Quang, vườn Tuấn Quang, vườn lan Tuấn Quang, Lục Ngạn, Bắc Giang. Vào việc luôn đi, trời ơi mẹ, kèo thơm. Kèo thơm. Kỳ 15 sen mà giờ bán có 30 triệu, cho 60 triệu luôn. Mua liền. Trời ơi, kèo thơm. Tự nhiên hôm nay sinh nhật có khi lại có kèo thơm. Trương Cường ơi, check giùm mình vườn Tuấn Quang ở Lục Ngạn Bắc Giang xem là bạn Vũ Hồng Trường á. Chụp hình màn hình với Vũ Hồng Trường ấy chú. Và phê Vũ Hồng Trường. Và phê bạn Vũ Hồng Trường, bạn nhắn tin cho mình. Chụp màn hình nhắn tin cho mình là cái bạn mua ha, mua kỳ như nào, được chưa? Chụp hình chuyển khoản như nào. Bạn mua bao nhiêu tôi không quan trọng. Bây giờ bạn bán 30 triệu một kỳ 15 sen, tôi mua bạn 60 triệu một kỳ 15 sen. Tùng hói nói là làm. Không làm được làm chó ăn cứt. Với điều kiện chuẩn nguồn và số sen trên dưới 15 sen. Mà tôi khẳng định với anh em luôn, nghe mùi là biết rồi. Ở ngoài Bắc làm gì có cửa mà bây giờ mà kỳ năm nhất làm sao ra được 15 sen anh em. Nói tào lao. Tôi đố ai ngoài Bắc, riêng ngoài Bắc này chỉ Hải Hà làm kỳ là ra sớm nhất. Làm sao mà ông nào mà kỳ mà kỳ năm nhất mà bây giờ ra được 15 sen. Bạn Trương Cường trách nguồn rồi mình. Đúng rồi Lâm Hậu, 15 cm mà bây giờ tôi bán cho là 30 triệu một kỳ, bây giờ tôi mua hẳn gấp đôi giá bạn đưa ra luôn mà. Ok Dominic Đồng nha. Chơi chuẩn nét luôn. Tôi ngửi mùi là tôi biết rồi. Thứ nhất, không bao giờ đủ tuổi để mà mua 5 kỳ người đẹp không tên một lúc, đúng chưa? Thứ hai, nếu mua mà cái hồi mà 800 thì bây giờ nó lớn nhiều lắm rồi anh em. Thứ ba là không có ai ở ngoài Bắc mà có thể kỳ tự nhiên mà bây giờ được 15 sen. Khẳng định anh em luôn. Cảm ơn bạn Hạnh Phạm nhé. Hôm nay sinh nhật mình nhưng mà mình không tổ chức, mình mắc lo tiệc cho khách. Và bây giờ lên nói chuyện Lan Huệ với anh em. Cảm ơn bạn Đỗ Dũng nha, Dũng đó nha. Bạn gì đó rồi? Bạn gì nhắn tin là Vũ Hồng Trường. Vũ Hồng Trường hãy nhắn chụp màn hình nhắn tin giùm tôi đi qua trang cá nhân Nguyễn Thanh Tùng hoặc là fanpage Vườn Lan Thanh Tùng đi. Chụp màn hình để tôi trích nguồn nào. Tôi nhờ Trương Cường trách nguồn nào. Nhờ Trương Cường ở Bắc Ninh trách nguồn nào. Kêu hắn mai kêu hắn thằng em Tuyển Mốc luôn, trách nguồn luôn. Tuyển Mốc Bắc Ninh á, ngay Bắc Giang luôn. Mai lên trách nguồn lên tận nhà luôn. Lên trước cửa nhà quay live stream luôn, được chưa? Nghĩ sao mà người đẹp không tên 15 trên 30 triệu. Mua hắn 60 triệu cho đó. 5-6 là 300 triệu. Ôi, quá nhỏ luôn, chuyển tiền liền. Check được nguồn tôi chuyển tiền ngay. Và ngay trong đêm cho người lên tới nhà luôn. Check nguồn xem cây bây giờ 15 sen là xem thân lá ok rồi. Thấy không? Lên đưa tiền 300 triệu lấy 5 kỳ mỗi kỳ trên dưới 15 sen về. Quá thơm luôn, kèo thơm luôn. Coi như cho nửa tiền. Phết chạy rồi hả? Đấy mọi người thấy chưa? Nó phết nó chạy luôn rồi. Gặp ai chứ gặp tôi. Mẹ nó hù thằng nào nó hù tôi. Mẹ đừng cứ khinh thường cái thằng mới chơi lan. Nhá. Bỏ đi mà làm người nha nha nha. Nhá bạn gì? Vũ Hồng Trường nhá. Nhá Vũ Hồng Trường, bỏ đi mà làm người nhá. Gặp phải cớm rồi. Tao phải sâu chuối lại, tao biết là phết rồi. Đúng rồi Trần Ba Bác. Đấy, nói như vậy để anh em biết rằng là ngay bây giờ ai có loại mà 15 sen kỳ tự nhiên mà người đẹp không tên, chuẩn nguồn, tôi mua
người ta đấy cứ nói 2, 3, 40, tôi mua hẳn gấp đôi luôn. Về tôi có lời ngay. Rồi bạn nào bảo là bán không bán không ai mua. Thế bây giờ bạn giá bộ bạn thử trả ra 25 triệu xem, tôi có bán cho bạn một kỳ bảo duy nhỏ xíu xíu được không? Làm gì có chuyện tôi không bán đâu. Hơn 20 triệu của bạn không to. Nha các bạn gì mà lo cho bọn tôi á. Nè, người đẹp không tin Tùng nói với cả nhà gần 500 người xem like. Người đẹp không tin bây giờ ai có kỳ nào check phát ra luôn. Đào đâu ra nhiều. Kể cả Bảo Duy luôn check phát biết liền. Vâng anh Xuân Lê, em cứ thứ bảy chủ nhật là em làm sự kiện và tiệc cưới anh ạ. Thực sự là đang gần 500 người đang xem live của Tùng. 18 sen, 15 sen, 8 triệu. Phải ít nhất là như thế thì còn có thể chấp nhận được. Thì tôi mua, tôi phải là gấp đôi đúng không Trung Vũ? Đùa. Mua liền, mua ngay. Cho người lên check, tới nhà check nguồn ngay trong đêm. Thừa làm được việc đó luôn. Đây, bạn Trương Cường đã trích nguồn giùm tôi đây, bỏ chạy luôn ở Vũ Hồng Trường này. Bỏ chạy luôn, có dám xem tin nhắn đâu. Ở đó. Đây này. Có 5 kỳ thôi, chứ không phải 8 kỳ đâu. Có 5 kỳ thôi. Nói là 5 kỳ nó phét. Đấy. Mình phải xử lý những cái thành phần phá đám như thế. Là mình lên đây tâm sự với cả nhà để thông báo cho cả nhà một tin là thị trường đang rất nóng hổi rồi, đặc biệt là anh em ngoài Bắc, đúng không anh em? Đó, bây giờ anh em cứ có những giống quý, giống tốt, chăm cho đẹp thì người ta tới người ta gom. Đó, còn cái gì nó mất thì cho nó mất đi. Cái gì nó hỏng, cái gì nó cũ, cái gì nó nhiều, mình cái gì mình phải chấp nhận. Đấy, còn bây giờ mình cố gắng làm những điều gì có thể, còn có những người không thích chơi nữa thôi thì bỏ luôn. Đó, bản lĩnh như thế. Dạ, vợ còn bỏ được cái lan là cái gì mà không bỏ được. Nếu như anh em nhá, nếu như anh em không thích chơi nữa, bỏ. Đúng không? Bỏ, đừng hối tiếc, đừng hối hận, đừng nói gì hết. Nha anh em. Tại sao là sinh ra ly dị? Nhưng mà chồng mà mẹ con vợ đang còn bỏ, nó đang còn ly dị. Rồi vợ thằng chồng đầu ấp tay gối mà còn bỏ đi cơ mà. Vì không phù hợp, vì không thể chung sống với nhau được nữa. Chứ đừng nói là lan. Đúng không? Còn anh em nào yêu cứ yêu, chơi cứ chơi. Đúng không? Yêu cứ yêu, chơi cứ chơi. Đúng không? Vợ ngoan, vợ đẹp, vợ xinh, vợ hiền, vợ tử tế là mình cứ yêu suốt đời luôn. Ôm suốt đời luôn. Còn vợ láo, vợ hư à, gọi là láo tuét á, đủ thứ đời. Bấm nút trả về nơi sản xuất. Ok. Còn cỡ như anh em mình sống đều, sống bẩn, sống láo, sống tồi tệ, còn vợ nó cũng có quyền bỏ mình. Nha. Chứ đừng nói là cây lan. Cây lan tôi cảm thấy đang quý, đang hiếm, đang tốt đẹp cho tôi à, thì tôi cứ yêu, cứ chơi, cứ chăm, cứ nhân giống, cứ chia sẻ. Đúng không? Còn anh em nào cảm thấy chán, cảm thấy là chẳng còn gì, cảm thấy mất thì bỏ đi. Có gì đâu. Bỏ vị trí đó lại dành cho người khác cơ hội. Đây, trăm người đẹp không tin. Mở đọt lên đi. Sướng không? Sướng không anh em? Đấy. Răng. Ngày những ngày qua là Tùng rất là bận. Nhưng sớm thì vào ngày mai Tùng sẽ đi gặp một số các anh em mà thân cận với Tùng. Sẽ lên kế hoạch để cùng với anh em thúc đẩy thị trường bằng cách là sẽ đi đi thăm, đi giao lưu,
đi thu mua những con giống mà Tùng cần và các anh em cần, chứ không nói là giống gì. Tôi là tôi thấy cái cây này, cây A đẹp thì tôi mua, cây B đẹp thì tôi mua, giá hợp lý. Đó, không ép nhà vườn, và đi tới đâu có thể livestream tới đó luôn. Mình cảm thấy mình đang còn yêu, còn quá tuyệt vời. Cây lan đem đến cho mình những điều tuyệt vời luôn. Đôi mắt Pleiku đây. Bạn Diễm Mai Vi ơi, bạn Diễm Mai Vi ơi, thứ nhất là chúng tôi không bắt bạn chơi tầm cao hay không bắt bạn mua bất kỳ cây nào. Bạn thích chơi tầm thấp, bạn cứ mua tầm thấp bạn chơi. Tôi thích chơi tầm thấp, tôi cứ mua tầm thấp tôi chơi. Tôi chơi tầm thấp chán rồi, đã rồi, giờ tôi thích mua tầm trung. Rồi đã rồi tôi thích mua tầm cao. Đã rồi tôi thích mua tầm siêu VIP. Đó là quyền tôi. Và không bao giờ ép được ai. Không bao giờ bắt bạn, ép bạn phải đi mua cây A, cây B, phải đi mua cây VIP, cây tầm cao. Nha bạn Diễm Mai Vi nhá. Làm sao bạn bắt đền được? Cảm ơn Hoàng Minh Chín. Nha Diễm Mai Vi nhá. Thứ nhất Tùng nhắc lại này, cá nhân Tùng và các anh em, tạm gọi là chúng tôi, không bao giờ bắt bạn, ép bạn đi mua bất kỳ cây lan nào nha. Chứ đừng nói là cây VIP hay cây thường hay là cây siêu VIP. Bạn thích chơi cây gì bạn mua cây đó. Thích Phú Thọ mua Phú Thọ, thích không tên mua không tên, đúng không? Thích Kinh Bắc mua Kinh Bắc. Tôi cũng vậy, tôi thích mua cây gì thì tôi mua cây đó. Tôi thích chơi cây nào tôi chơi cây đó. Tôi thích làm kinh tế từ cây không tên chẳng hạn, là tôi mua không tên về tôi nhân giống. Làm sao bắt được các bạn? Mà các bạn làm sao bắt được tôi? Tại sao các bạn phải bắt tôi đi mua những cây tầm thấp của các bạn? Và bản thân tôi không bắt các bạn đi mua cây tầm cao, tầm trung của ai hết. Nha anh em nhá. Cá nhân Tùng và tất cả mọi người không bắt ép ai mua cây gì. Ai thích cây gì mua cây đó, ai thích cây nào chơi cây đó, ai thích làm kinh tế từ cây nào thì mua cây đó. Dương Huynh ơi, dễ gì lừa được tôi nhá. Không bao giờ lừa được tôi nhà Dương Huynh. Còn trong câu chuyện làm ăn, hiểu không? Có lúc được lúc mất, lúc thua lúc thắng. Bảo ông mấy ông Lập Thạch mà lừa tôi á, ủa lừa bằng cách nào? Lừa mua cây á, tôi có ham rẻ như một số người đâu mà tôi dính. Tôi mua chuẩn nguồn này, đúng không? Ví dụ không tên tôi mua của Hải Hà này, đó, nhìn là biết không tên rồi đúng không? Cây đã nở hoa tôi ra tới nhà rồi này, đúng không? Cây chuẩn nguồn rồi này, thí dụ vậy. Làm sao tôi phải mua của ai đâu mà dễ gì lừa tôi. Cảm ơn Nghĩa Chu Văn. Ok Phương Nguyễn. Ok Vũ Minh Thắng. Chào Phát Thành Luân. Nha anh em nha, không lừa được tôi. Kể cả tôi từ lúc tôi chơi lan tới giờ chưa bao giờ ai lừa tôi. Tôi thề với anh em luôn, chưa bao giờ ai lừa tôi. Và không thể nào lừa được. Mà lỡ không may người ta có lừa mà tôi không biết thì người ta cũng phải trả giá, phải bị trả giá. Bây giờ mà xem gì nữa bạn Dương Thuần ơi. Bây giờ nếu bạn mua tôi bán cho bạn 888k một cây, một chậu. Ok bác Phạm Sa, đúng rồi, phải tinh thần như thế.
phải tinh thần như thế mới chiến thắng được. Còn những người nhụt chí, những người thua cuộc thì làm sao chiến thắng? Tùng nói thật với anh em luôn, vườn cây Tùng có Bảo Duy được mười mấy hai mươi cái, không tên mười mấy hai mươi cái, bây giờ mà Tùng mà bán rẻ một cái một đó, đúng trong một ngày Tùng không còn cây nào Tùng chăm. Cho nên anh em là cứ yên tâm nhé. Coi chừng Lan Văn Thái ơi, coi chừng là cây giả. Bảo Duy không tên đào ra nhiều. Bản thân Tùng đầu tư rất nhiều tiền mà còn chưa có nhiều cơ mà. Cảm ơn Nguyễn Dương Khang nha. Cảm ơn mọi người đã dành những lời khen ngợi cho cách chăm cây của Tùng, cách làm cây của Tùng. Đó. Thì Tùng thì cũng nhờ các anh em tư vấn, rồi nhờ, đặc biệt là nhờ một người em cũng chỉ, cũng tư vấn, giống như là quân sư rất là chân thành, rồi đúc kết những kinh nghiệm và áp dụng với vườn của Tùng, cộng với lại cái đức tính cần kiệm, đó, chịu thương chịu khó, nghiên cứu, học hỏi đó, và chăm sóc cây một cách chu đáo thì cây nó mới được đẹp như thế. Mình không có bạch trà nha bạn Trần Điệp. Chào Mạnh Nguyễn Tài. Diễm Mai Vi. Diễm Mai Vi lúc nãy nói câu gì nhỉ? Diễm Mai Vi lúc nãy nói gì ta? Ok, anh em chân thành, gặp gỡ một chén nước cũng được, chẳng có chén nước nào cũng được. Gặp bữa cơm ăn cơm, gặp có gói mì ăn mì, chẳng có thì cũng không sao. Anh em vui vẻ. Chào Tuấn Anh nha, em chào anh Tuấn Anh nha. Rất mong muốn lên Sapa để ghé anh chơi một lần. Jin Nguyễn Thanh ơi, khoảng độ 4 triệu đến 5 triệu một ký nhé. Inbox cho mình chụp hình. Ok, không làm phiền cả nhà, không làm phiền cả nhà. Tùng cũng phải vào nghỉ ngơi một chút, tắm rửa cái ha. Đó, chúc cả nhà có một buổi tối thật vui. Và cảm ơn những lời chúc sinh nhật của tất cả mọi người dành cho Tùng ở trên trang cá nhân và trong buổi livestream ngày hôm nay. Tùng biết ơn và luôn ghi trong tim của mình với những tình cảm mà mọi người dành cho Tùng. Kính chúc cho cả nhà luôn mạnh khỏe và thật nhiều niềm vui. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại nhé. Bye bye.